Hello, hôm nay mình sang bên Khánh nha. Thì mắc mày gì tập. Bên Khánh gồm hai bịch hành phi, hai bịch muối sạch, hai bịch sa tế và một bịch bánh tráng. Bánh tráng này rất là dẻo luôn nha. Vì đầu tiên là mình cần phải xé nhỏ bánh tráng thì mới ăn được. Mọi người có thể xé thâu hoặc là bỏ vô trong bịch ăn thì cũng ok là. Trời ơi. Kiểu xé bánh tráng nữa rồi, ăn bánh tráng không. Con đâu được ăn cái bánh tráng này à? Nó đang ăn chay rồi lại ạ. À. Nay là ngày chay ăn chay à? Xé nhỏ nhỏ ra. Ủa chay thì muối này muối chay mà, coi phải muối chay không? Muối ấy. Có loại muối nấm muối chay nữa. Không biết muối này muối chay hay muối gì? Phải rồi. Nó rất là dẻo luôn á nha. Mới có mười mấy tuổi đầu mà ăn chay. Nguyện ăn chay 3 ngày. Nguyện ăn chay 3 ngày. Mỗi tháng cho ăn cho 3 ngày. Ừ, người ta nguyện chuyện gì đó cho ăn chay. Còn hôm 1 tháng ta ăn 1 tháng. Nguyện là coi thi làm ơn, làm phước cho nó điểm cao để nó không bị liệt, rớt lớp trứng á. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt lành gì đâu. Không có. Nó sợ rớt lớp trứng á. Cái này dễ ẹt rồi. Dễ. Xé phụ nó đi. Mời. Thôi em xé lòi, chị ngồi ăn. Cháu bánh tráng không của tao. Một bịch bánh tráng này xé lâu lắm nha mọi người. Phải xé phụ chứ. Để con tôm mà nó xé tới năm sau rồi. Trời ơi, nói gì sau nào. Bạn làm, bà coi lại mấy cái câu trước đi. Bánh tráng này dẻo ha. Tôm. Dẻo nè, dai nè. Nó không có bị, không biết để lâu nó có khô không thôi. Có chứ. Tính cháy rồi cháy không khô. Nãy ông chịu quay thấp xuống chút xíu để thấy cái bánh tráng. Thấy còn thấy cái mặt bạn không? Ờ đó. Đi quảng cáo bánh tráng như vậy quảng cáo cái thân bạn đâu. Phê tôi thấy cái mắt thì kỳ quá. Có bị giật á. Nó xé xong nè. Bánh tráng này dẻo nha, không có bị khô. Dai. Sau đó là lấy kéo cắt nè. Cho nó lẹ. Chứ để con tôm nó xé tới năm sau. Rồi xé vậy ngăn lò bên hỏng. Cái chén này lúc đầu nó không chịu cắt sẵn luôn ha. Chén này để cho mình cuốn á tao. Phải không? Cái gì cái này mà cuốn hả? Có gì đây mà cuốn? Chứ sao? Chứ mình lại cắt về là... Xong chưa? Coi hết chưa? Này mà để em tôm chắc làm tới năm sau. Tôi cần dính cái kéo á. Rồi à, tới bỏ gì vô trước. Muối sạch thì mình nghĩ là như đây thì chỉ cho lên trong một bịch thôi. Tại vì sợ nó mặn thì ăn thử xem nó có mặn không thì mới bỏ thêm vô nha. Cắt để vô đây luôn nè tôm. Cắt mình đừng có cắt hết, mình cắt nửa miếng thôi xong mình xé. Rồi sạch nha, mới để gần gần thôi để biết sạch rồi đó. Nó nên chở ít thôi. Chưa đến... Rồi tới hành phi. Cái này thì mình không ăn thay được nên là cho ít ít xíu. Ta xé rồi, chị xé. Hết đi. Không ăn cay được. Nó không cay đâu. Thôi thôi. Sợ lắm. Rồi hành phi thì mình cho hết hai bịch nha, tại vì hậu hành phi á. Hảo chứ lộ hảo. Này nó có cái chỉ cái chỗ cái này nè, xé cũng được nha mọi người, chứ không cần phải kéo đâu nè. Tại tay của con tôm nó yếu mềm.
rồi lọn lại cái bịch rồi tay vô rồi trộn nha. Cái bịch đó để lộn lại. Đúng rồi, cho nó trộn. Thấy nó khô không? Nó mà không lộn. Có khô không? Ừ. Khô cần miếng nước không? Thấy không, có bỏ miếng này vô nè, nó khô của bánh tráng rồi. Trời ơi. Muối mà bịch kia bị rớt rồi. Ăn thử coi mặn không? Có coi có cay không? Hôm cuối ngày rồi em. 12 giờ. Rồi ăn thử một miếng Tay điện gọi xem ăn gọi cho hồi tối mai uống được không? Rồi sao? Thú vị chưa? Ngon. Ngon. Muối thì nó mặn mặn. Sao cái khẩu vị của bạn nó lạc lỏng rồi. Thấy nó trắng nhắt vậy mà nó là ngon. Phải thêm cái này vô nè, nó mới lên cái màu nó mới đẹp. Ngon. Ừ, lên nữa con. Bánh tráng thì không cần phải ăn nhiều vị quá làm gì. Đúng rồi, ăn cơm không ăn mặn. Cũng không ăn cay. Đổ vô. Mà ba ăn gì mà bỏ nổi vô con giúp nó để tao hủi chút ba nó bỏ gì vô nhìn nó nhạt nữa. Con kia thì ăn chay hủi cho đời nó vui thôi. Chấm mấy điểm tôm bánh tráng, bạn ăn biết bao nhiêu loại bánh tráng rồi mà bạn không biết chấm bao nhiêu điểm nữa, tôi cũng bó tay bạn. 8/10 à. Chỉ có bánh tráng thôi nha mọi người, còn cái này là không có nha, cái này là mua ngoài, cái này cái riêng nữa nha. Lưỡi phải to rồi. Cái riêng nữa nha. Không chọn như dừa khẩu vị của ông Tâm. Nhìn mắt mày dịch kìa. Cho nó ăn lạc. Vừa ăn ha. Có tấm mỡ ăn vô giò. Ngon, có tấm mỡ vô giò ngon. Đi học chủ yếu để đi review bánh tráng với lại review món ăn thôi. Ngon, thêm thêm tép mỡ vô quá ngon nữa mọi người. Cái này mua thêm một tép mỡ riêng á. Kẹp vô tép mỡ ăn. Ba chay. Giới thiệu cái này luôn. Hổng. Tấm mỡ này tấm mỡ Thiên An Food nha mọi người. Cái gì? Tấm mỡ là tấm mỡ Thiên An Food. Tôm đi mà có tấm mỡ ơi. Cái hộp khác để bỏ vô. Ủa là sao tự nhiên? Là rút cuộc là đợi đổ hũ khác rồi hả? Cái lọ đó lọ khác mà. Chứ không phải lọ... Có đúng lại. Chờ lại chút. Cay quá không? Này chỉnh filter sao? Thấy quấn. Làm đẹp nè con. Hiệu quấn á. Hiệu quấn đâu? Rồi chỉnh đi. Nghe là... quay cũng là like. Nước lạnh không lại? Cái gì? Nước lạnh không? Nước gì? Nước lạnh không? Lạnh.